Ngày 28 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 30 tháng 5 năm Nhâm Dần, Thường trực Ban Trị sự, Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đến thăm động viên sách tấn tăng ni hành giả tại các đạo tràng an cư phía Bắc của tỉnh. Đoàn gồm có Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng Thích Hạnh Nhẫn, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Thích Đồng Nguyện, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Viên Trừng, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Văn phòng Ban Trị sự, Ban Tăng sự Tháp Tùng. Tại mỗi trú xứ, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội tỉnh được nghe báo cáo về số lượng hành giả an cư cũng như chương trình tu học trong 3 tháng hạ. Theo báo cáo, tại đạo tràng an cư Tổ Đình Chúc Thánh có 114 vị tỳ kheo tác pháp thọ an cư. Mỗi tháng 2 kỳ, chư tăng vân tập về đạo tràng để bố tác, tụng giới và cùng thực hiện nghi thức quá đường. Còn tại các đạo tràng an cư của chư ni, chùa Bảo Thắng thành phố Hội An có 154 hành giả và chùa Châu Phong thị xã Điện Bàn có 68 hành giả. Các đạo tràng chư ni vẫn duy trì nếp sinh hoạt truyền thống từ trước đến nay, mỗi ngày có 6 thời tụng kinh, bái sám, công phu cúng ngọ, quá đường và 2 thời tọa thiền vào buổi sáng sớm và tối. Hàng tháng 2 kỳ, chư hành giả ni tập trung bố tác trì tụng giới luật Phật chế định. Đồng thời, ban giáo thọ ở mỗi đạo tràng phụ trách triển khai giảng dạy về kinh luật luận cho chư hành giả an cư. Đoàn ban trị sự, ban tăng sự Phật giáo tỉnh đến mỗi trú xứ an cư đều có những phần quà lưu niệm đặc biệt tặng cho ban chức sự, ban lãnh chúng, đạo tràng, cũng như có lời đạo từ động viên sách tấn, mong chư tăng ni tinh tấn tu học, trau dồi giới đức, tiến tu đạo nghiệp. Con biết chuyện kiến hết sức phức tạp, nhưng mà đạo tràng an cư tại phía Bắc tỉnh Quảng Nam cũng giữ được cái truyền thống an cư tổ chức ngày bố tát để gặp gỡ trao đổi sách tấn tu học và nương bám của chư tôn hòa thượng để mà lập cái bóng mát che cho các quỷ chư tăng còn trẻ tuổi để mà tu học. Chúng ta gặp nhau trong mùa ẩn cư là để trao đổi những kinh nghiệm sau 9 tháng làm Phật sự. Cũng trong dịp này, phái đoàn đến vấn an sức khỏe Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm và Hòa Thượng Thích Hạnh Chơn, đồng chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam tại chùa Pháp Bảo, thành phố Hội An và tại chùa Giác Quang, thị xã Điện Bàn. Được biết trong thời gian tới, ban trị sự, ban tăng sự Phật giáo Quảng Nam cũng sẽ tiếp tục tổ chức đoàn đến thăm các trường hạ phía Nam.